Marqué au milieu, c'est quelle couleur? À, các bạn thấy đây là cái hình T1 ha. Thì trên cái hình này đây là cái vị trí của cái thương tổn, nó tương ứng với cái hình này. Và các bạn để ý kỹ nữa đó, là ở trong lòng cái thương tổn các bạn thấy nó có màu gì? Blanche. Blanche. Màu trắng ha. Đúng, c'est quoi? Là cái gì vậy? Nếu trắng thì là màu là cái gì? C'est de la graisse. Đó, thì màu c'est de la graisse. Trắng nó là mỡ. Donc vous avez quelque chose avec de la graisse. Et donc c'est quoi? Nếu mà các bạn thấy trong đây nó là mô mỡ thì các bạn hãy đoán nó là cái gì? C'est de la cytostatine. Ngoại tử cái màu mỡ. Et donc la patiente a une injection, il n'y a pas de rehaussement. Effectivement, c'était de la cytostatine. Thì bệnh nhân này cũng được tiêm thuốc tương phản và nó không có bắt thuốc gì ở trong cái vùng này hết. Thì cái đây là ngoại tử cái màu mỡ. Et donc on sait que effectivement les personnes qui ont été opérées de façon conservatrice, la cicatrice peut continuer à se modifier sans que ça soit une récidive, avec l'apparition de zones plus fibreuses, plus dures. Les patients disent qu'elles sentent une boule dans la cicatrice, donc tout le monde a peur de récidive. Et c'est pour ça que effectivement, l'IRM a été très utile dans beaucoup de situations. Đổi theo thời gian thì nếu mà có những cái trường hợp á, ví dụ như là những cái này thì người ta cũng trên lâm sàng ở chỗ cái vị trí cái sẹo, người ta thấy nó có mô sơ cho nên nó sẽ cứng chắc hơn, rồi nó cũng co rút, rồi nó có thể có một cái nốt ở ngay cái vị trí mà cái mổ cũ, cho nên nói chung là người ta sợ đó. Nhưng mà với cái hình cộng hưởng từ thì mình có thể xác định được nó không phải là một cái tái phát mà nó là một cái hoại tử cái bầu mỡ. La deuxième indication, c'est le cancer du sein, effectivement, dans le bilan d'extension locale. Et c'est des choses maintenant qui sont bien réglées avec donc les rapports d'évaluation de l'HAS. Cái chỉ định thứ hai để làm cộng hưởng từ vú là mình làm để làm một cái bilan đánh giá mức độ tại chỗ tại vùng của cái ung thư. Thì những cái chỉ định mà khi nào làm cộng hưởng từ trong cái khảo sát cái ung thư vú thì hiện bây giờ có một cái giống như một cái ủy ban cao cấp về sức khỏe của Pháp thì người ta có quy định rõ. Donc en fait, ça va être indiqué lorsque vous avez une discordance entre la clinique, la mammographie et l'échographie. Cái chỉ định thứ nhất trong những cái trường hợp ung thư vú là có cái nghĩa là không có tương quan, không có tương hợp giữa lâm sàng, giữa nhũ ảnh và siêu âm. Par exemple, à l'échographie, vous voyez une grosse lésion, et à l'examen clinique, pas du tout de palpation de grosses lésions. Lorsque vous avez à la mammographie une lésion qui est très importante, alors qu'à l'échographie, vous avez une lésion qui est toute petite, ou alors lorsque la clinique ne correspond pas effectivement aux examens. À, ví dụ như bây giờ là trên cái hình siêu âm á, thì mình thấy cái thương tổn nó lớn quá, nhưng mà trên lâm sàng thì mình chẳng có rồi thấy cái gì cả. Hoặc là ví dụ như bây giờ trên nhũ ảnh mình thấy cái thương tổn nó lớn, nó lan rộng, nhưng mà trên siêu âm thì cái thương tổn nó lại nhỏ quá. À, hoặc là nói chung giữa lâm sàng và những cái kết quả xét nghiệm, những cái kỹ thuật hình ảnh nó không có giải thích, nó không có tương xứng với nhau, thì lúc đó mình phải làm cộng từ. Et par contre, vous avez des seins qui sont à la palpation très granuleux, avec des doutes sur des zones nodulaires, avec une échographie normale, une mammographie normale. Et bien sûr, quand la dame a déjà un cancer du sein, on a un doute sur une deuxième localisation ou une lésion contralatérale. Nghi ngờ rằng là nó có thể có một cái chỗ tái phát ở cái vú mà đã điều trị rồi, hoặc là ở bên cái vú bên kia nó có thể có một cái tái phát, một cái mới ở bên cái vú bên kia không, thì những trường hợp đó mình cũng làm cộng từ. Bien sûr, en France, comme on veut faire un traitement chirurgical le plus conservateur possible, il faut être sûr qu'il n'y a pas une autre lésion. Et donc, lorsque vous avez un doute sur plusieurs lésions ou un doute même sur la taille de la lésion, pour pouvoir faire un traitement conservateur. Một cái chỉ định nữa đó là bây giờ mình muốn điều trị bảo tồn cái tuyến vú, mà bây giờ mình phải chắc chắn là nó chỉ có một cái thương tổn, mà cái thương tổn đó nó gọn,
đó thì bắt buộc mình phải làm cộng hưởng từ để xem thử coi là nó có thêm cái tinh tổn thứ hai hay không, hay là nó có lan rộng ra hay không. Đó, chỉ cần mình có một chút nghi ngờ về cái kích thước của tinh tổn, hoặc là có thể là nghi ngờ là nó có 1, 2, 3 cái tinh tổn gì đó khác nữa, thì mình phải làm cộng hưởng từ. Et en particulier chez les femmes jeunes de moins de 40 ans et qui ont des seins denses. Đặc biệt là mình sẽ chỉ định cộng hưởng từ ở những cái phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi và cái vú là cái vú đặc. Et également les patientes qui sont à haut risque familial ou à risque génétique de cancer du sein, bien sûr, elles font qu'une seule localisation, pas plusieurs. Một cái chỉ định khác nữa là ở những cái phụ nữ mà có nguy cơ cái tiền căn gia đình cao về ung thư vú, hoặc là có những cái đột biến gen của cái ung thư vú, thì những cái trường hợp này là cũng phải làm cộng hưởng từ vú để chắc chắn rằng là cái thư tổn này nó là một ổ hay nhiều ổ. Donc, et on sait qu'on a une modification radicale dans près de 25% des cas. C'est-à-dire que la tumorectomie va se transformer en amectomie, ou alors une lésion qu'on pensait être effectivement volumineuse va se transformer en lésion multifocale avec une chimiothérapie, donc une modification radicale. Và với cái kết quả của cái cộng hưởng từ vú như thế này á, thì người ta thấy rằng là nó giúp thay đổi cái điều trị tận gốc trong khoảng 25% các trường hợp. Có nghĩa là ví dụ như ban đầu á, mình nghĩ rằng là cái thương tổn này nó lớn, nhưng mà thật ra với cái kết quả cộng hưởng từ thì nó là cái thương tổn đa ổ chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như ban đầu mình nghĩ nó là cái thương tổn nó nhỏ mà có thể điều trị bảo tồn được, nhưng mà với cái kết quả cộng hưởng từ thì mình phải cắt cả cái vú. Donc on sait effectivement la supériorité de la mammographie, de l'IRM par rapport à mammographie. Vous avez par exemple cette patiente, elle a un cancer du sein au niveau effectivement du cadran interne du sein droit, une vénascence de face, des seins denses. L'échographie a dit qu'il n'y avait qu'une seule lésion, mais est-ce que vous êtes sûr? Chúng ta cũng biết rằng là cái cộng hưởng từ đó là nó có nhiều cái ưu điểm hơn so với cái nhũ ảnh. Thì ví dụ đây là một cái nhũ ảnh ấy, ở cái vú bên phải, thì trên cái hình này ấy, thì mình nói rằng là có một cái thương tổn ở một cái phần tư trong của cái vú trên siêu âm, thì nói rằng là có một thương tổn. Nhưng mà các bạn có chắc là cái này có một thương tổn không? Et en fait, on est rassuré parce que l'IRM, effectivement, il y en a qu'une seule. Cái vú này thì rất là đặc ha, mà sau đó thì mình làm cái cộng hưởng từ thì chúng ta yên tâm, thì trên cộng hưởng từ có một thương tổn. Que des seins denses, un nodule qu'elle s'est palpé, qui est un cancer, ça a été biopsié. Một cái vú khác thì cái vú này cũng đặc, có một cái nốt mà mình sờ được, và cái nốt này nó cũng rất là nghi ngờ và sinh lý thì nó là cái ung thư. Et donc, ce n'est pas une grosse lésion, donc on a commencé à proposer à la patiente qu'elle aura une tumorectomie. Cái cục thương tổn này nó không có lớn lắm, cho nên đó là hồi ban đầu thì mình sẽ đề nghị bệnh nhân là chỉ cắt lấy cái cục u này thôi. Mais comme elle a des seins denses, donc on lui a proposé une IRM qui a retrouvé en fait des multiples lésions qui n'étaient pas effectivement palpables et qui n'avaient pas été. Tuy nhiên thì vì cái vú này là cái vú đặc, cho nên á người ta đề nghị làm thêm cái cộng hưởng từ, và cái kết quả cộng hưởng từ là cho thấy là nó có nhiều ổ. Donc également d'autres exemples, effectivement ici vous aviez une lésion nodulaire suspecte palpée, vous avez l'échographie. Một cái ví dụ khác, một cái trường hợp cũng có một cái nốt mà sờ được. Đây là cái hình nhũ ảnh và ở bên dưới là chúng ta có cái hình siêu âm. L'échographie a trouvé une autre lésion de l'autre côté, donc déjà ça va changer effectivement l'indication. Et compte tenu de la discordance entre l'échographie, la palpation et les seins très denses, l'IRM a été proposé. Thì ban đầu là trên cái nhũ ảnh thì thấy có cái bên phải thôi. Đó, nhưng mà trên cái làm siêu âm thì nó có cái bên phải và nó có thêm cái bên trái nữa. Đó, thì với cái lâm sàng thì nó không có tương xứng với lại cái nhũ ảnh và với cái siêu âm, và cộng thêm cái vú đặc nữa, cho nên người ta chỉ định một cái cộng hưởng từ. Finalement, cette patiente avait des lésions multifocales
Et donc ça a changé complètement la prise en charge, puisque effectivement, c'était des multiples localisations, donc la patiente n'a pas été opérée, donc elle a eu une chimiothérapie première et avec secondairement une mastectomie bilatérale. Thì chúng ta thấy rằng là cái với cái kết quả tổng tần mà thương tổn nó đa ổ như thế này thì cái cách xử trí của cho cái người bệnh này nó đã trở nên khác rồi. Đầu tiên hết thì bệnh nhân phải hóa trị rồi sau đó mới mổ ở hai cái vú. Donc en fait maintenant on essaie de la mesure du possible d'intercaler ces IRL. Ce n'est pas une urgence neurochirurgicale, hein. On peut attendre une semaine, deux semaines, trois semaines pour avoir un bilan IRL. Plutôt que de se précipiter, on peut faire une tumorectomie et de voir qu'en fait elle avait plusieurs lésions dans les deux seins. Thì các bạn biết rằng là những cái thương tổn ở vú thì nó không có quá khẩn như là đối với những cái bệnh của thần kinh. Mình có thể chờ một tuần, hai tuần, ba tuần mình cũng có thể làm được cái hình cộng, mình phải chờ để mình làm cái hình cộng tần, nó không có gì quá khẩn cấp hết. Đó. Còn hơn đó, là mình lần đầu mình vội vã, mình gọi là mổ cắt bỏ cái cục u đó thôi, nhưng mà rồi sau đó mình lại bỏ sót nhiều cái thương tổn khác ở trong hai vú. Et donc on sait, différentes études le montrent, qu'on va avoir avec l'IRM 16% de cancers supplémentaires détectés dans le même sein et 3 à 4% de cancers détectés dans le sein contrôle latéral. Thì đây là những cái nghiên cứu mà ở trên toàn thế giới thì người ta thấy là với cái cộng hưởng từ người ta phát hiện được thêm 10 nghĩa là 16% cái thương tổn ở trong cùng cái vú đó có thêm cái thương tổn khác và 3-4% cái ung thư mà mình nghĩ là nó có ở một vú thôi nhưng mà thật ra là nó ở cả hai vú. D'où l'intérêt effectivement de ce qu'on a dit de la valeur prédictive négative de l'examen. Donc on est rassuré quand on voit qu'il n'y a pas de prise de contraste, on sait qu'il n'y a pas d'autres lésions. Cái quan trọng của cái cộng hưởng từ vú đó là cái giá trị phiên nắng âm thì lên tới 83-95%, có nghĩa là với cái cộng hưởng từ vú mà có tiêm thuốc tương phản đó, nếu mà mình không có thấy nó có bắt cái thuốc bất thường á thì mình sẽ yên tâm rằng là nó không có thêm một cái thương tổn khác. Alors le diagnostic, effectivement, en cas de carcinome de l'ovaire est un peu plus difficile, hein, puisqu'on va voir des flux négatifs qui sont nombreux, mais malgré cela, on sait qu'on a une atteinte multifocale dans 14 à 30% des cas, donc avec, malgré des flux négatifs, même pour l'IRM qui sont plus nombreux, ça vaut la peine, c'est une indication en cas de carcinome de l'ovaire de faire une IRM. Đối với cái vi lăng cho cái trường hợp mà carcinoma thùy đó thì cái vấn đề nó khó hơn đó, nó có nhiều cái gọi là cái âm tính giả ở trên siêu âm và ở trên nhũ ảnh nhiều hơn. Tuy nhiên là ở trên cộng hưởng từ mình vẫn phát hiện được nghĩa là thương tổn đa ổ trong khoảng 14-30% các trường hợp. Vous avez quelques exemples ici hein, où on avait effectivement beaucoup plus de lésions effectivement contralatérales et c'est avec des diagnostics effectivement plus difficiles. On va passer aux classifications, on en a vu déjà, hein, c'est, vous voyez un peu les indications qui vont apparaître. Hồi nãy thì mình thấy là cái carcinoma thùy á thì ở trên cái hình cộng hưởng từ mình phát hiện thêm những thương tổn ở cùng cái vú đó hoặc là tổn ở đối bên nhiều hơn. Et donc, c'est des prises de contraste qu'on a vu tout à l'heure, hein, un peu en collier perle, hein, vous vous rappelez, canalaire. Et donc, c'est des interprétations qui ne sont pas faciles, puisque souvent, on a une indication d'avoir des XRS plus importantes que le foyer de microcalcification découvert en mammographie. Thì đối với những cái vi môi thì hồi nãy mình cũng có nói sơ qua rồi thì mình cần phải xem coi nó có cái bắp thuốc tương phản hay không. Thì thường thường những cái bắp thuốc tương phản đó là do cái tinh sinh của những cái mạch máu đó, thì nó có thể là nó ở dạng ống hoặc là dạng quanh những cái nốt. Donc ça vous ramène les images qu'on avait vues tout à l'heure. Et puis la mammographie d'une personne qu'on a vue, des seins denses, 67 ans, donc avec des antécédents et apparition de microcalcification du sein droit.
Đây là một cái ví dụ, đây là một cái phụ nữ 67 tuổi có cái tiền căn gia đình, có một người cô, một người dì đã bị có một người dì bị ung thư vú, và trên cái hình nhũ ảnh thì thấy có cái bi vôi ở vú phải. Et des microcalcifications qui sont un peu linéaires, qui allaient vers le mamelon et que l'on a dit suspects, qui ont été biopsiés. Cái bi vôi này mình thấy nó có dạng giống như là dạng dạng thẳng, hướng về cái nấm vú, thì với cái dạng bi vôi này thì rất là nghi ngờ và cái trường hợp này đã được sinh thiết. Et donc ça a répondu carcinome intracanalaire. Thì cái kết quả của giải phẫu bệnh đó là cái carcinome trong ống tuyến. Donc vous avez vu, c'était très limité, hein, donc on peut imaginer qu'on enlève juste le foyer. Et cette patiente a fait partie d'un protocole d'IRM, et à 3 Tesla, on a cet aspect-là. Thì các bạn thấy là cái thương tổn của Vivo đó rất là nghi ngờ, thì cho nên nó có cái sinh thiết, nhưng mà cái người phụ nữ này được là cái hình cộng hưởng từ, thì đây là cái hình cộng hưởng từ của cái ung thư trong ống tuyến. Donc on est très embêté car la prise de contraste est beaucoup plus étendue et elle est centrale au niveau du sein. Elle concerne le foyer de microcalcification mais elle est beaucoup plus étendue en profondeur. Với cái kết quả của cái cộng hưởng từ này thì nó làm cho các bác sĩ rất là khó chịu, là tại vì các bạn thấy là cái vùng mặt thuốc tương phản rất rộng, rộng hơn rất nhiều so với trên cái hình vi vôi ở trên nhũ ảnh, và cái phần mà sâu nó cũng xuống dưới rất là sâu. Donc c'est très difficile d'avoir un traitement conservateur et donc cette patiente a préféré avoir une mammectomie et avoir le résultat histologique qui a répondu effectivement que c'était un carcinome de haut grade et qui concernait toute la zone. Cái người với cái thương tổn mà nó sâu mà nó rộng như thế này thì không thể nào điều trị bảo tồn, thì cuối cùng thì cái người này cũng được phẫu thuật, và cái phẫu thuật là cắt cũng là đoạn nhũ, và cái kết quả giải phẫu bệnh là cái carcinome trong ống tuyến mà cái độ ác cao. Donc comme on a vu tout à l'heure, on ne sait pas si on va effectivement faire trop de traitements pour des patients comme ça, pour un tout petit foyer. Peut-être qu'elle n'aura jamais récidivé, peut-être que, etc. Mais comme on ne peut pas le garantir à la patiente, souvent c'est une discussion avec la patiente pour qu'elle décide quel traitement elle préfère. Thì với cái tương tổn như mình đã thấy đó, thì người ta, các bác sĩ mình đó, là cũng tự đặt câu hỏi, không biết là mình cắt rộng vậy là có lớn quá hay không, hay là ban đầu là mình điều trị nhỏ nhỏ rồi mình chờ khi nào mà tái phát thì mình lại mổ cắt rộng hơn đó. Nhưng mà vì mình không có bảo đảm, mình cũng không có thể bảo đảm với bệnh nhân là cái này không có tái phát, mà mình cũng biết khi nào nó tái phát, cho nên là lựa chọn cái điều trị là bảo tồn hoặc là cắt rộng. Thì mình sẽ phải trao đổi để bàn với bệnh nhân. Notre indication sont maintenant les dépistages de patients à risque. Donc vous savez que ce sont les contextes génétiques bien sains, bien sains, et les antécédents familiaux supérieurs à 30%, le pourcentage est déterminé par un conseil génétique. Những cái trường hợp mà cái cộng hưởng từ có chỉ định để phát hiện ung thư vú ở những bệnh nhân có nguy cơ, đó là những cái bệnh nhân mà có tiền căn gia đình lớn hơn 30%, có những cái bệnh cảnh bất thường về gen BRCA1 hoặc BRCA2 v.v. thì luôn những cái trường hợp bất thường về gen đó mình cũng có chỉ định làm cộng hưởng từ để tầm soát cái ung thư vú sớm. Et donc, comme on connaît le faux négatif de la mammographie, toutes les études le montrent. Et donc, ce qu'on fait, on sait que la spécificité et la sensibilité de l'IRM est plus importante. Et donc, le but est de détecter de façon plus précoce les cancers du sein, et donc sans atteinte ganglionnaire. Mais on sait que ces patients vont avoir des examens complémentaires plus nombreux, c'est-à-dire des biopsies, des contrôles, vous avez compris, des contrôles par IRM par exemple. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái nhũ ảnh đó là nó cái tỷ lệ mà âm giả đó, nó cũng không phải là ít đó, thì cái cộng hưởng từ thì cái độ nhạy của nó nhiều hơn, cho nên người ta có khuynh hướng là người ta sẽ những cái trường hợp mà những người có nguy cơ đó thì người ta sẽ làm cái cộng hưởng từ
tại vì cái độ nhạy của nó cao hơn, làm sao mình phát hiện sớm ở giai đoạn mà chưa có hạch. Et donc en pratique, vous avez ce protocole, donc un examen clinique deux fois par an. C'est des patients qui vont avoir une IRM, plus mammographie, plus échographie, tous les ans, avec un dépistage 5 ans avant l'âge du premier cancer de la famille. Ceci dit, vous n'avez pas de mammographie avant l'âge de 30 ans, ou alors une seule incidence au but par ça. Thì những cái chỉ định cho những cái người mà có cái nguy cơ cao, tức là những người mà có cái những cái gen BRCA1 hoặc là BRCA2 hoặc là những cái người mà có cái nguy cơ ung thư vú cao hơn 30%, thì bên Pháp người ta thẩm định những bệnh nhân này phải được khám lâm sàng 2 lần mỗi năm, phải được chụp cộng hưởng từ, nhũ ảnh và siêu âm vú mỗi năm. Và nếu mà trong gia đình mà có cái người mà bị ung thư thì mình phải làm, ví dụ như ở một cái tuổi nào đó thì mình sẽ phải tầm soát á, 5 tuổi sớm hơn. Giả sử như là cái người trong gia đình đi là ví dụ như 40 tuổi có thì mình bắt đầu tầm soát cho những người này là 35 tuổi là bắt đầu phải làm cái chuyện này, là khám lâm sàng 2 lần một năm, cộng hưởng từ, nhũ ảnh, siêu âm mỗi năm. Và lưu ý rằng là ở những cái người mà dưới 30 tuổi, trẻ hơn 30 tuổi thì mình không được làm nhũ ảnh, hoặc là nếu mà làm á, thì chỉ làm một cái thế chết thôi. Une autre indication, donc ce sont les adénopathies axillaires métastatiques. Donc vous savez que c'est le mode de découverte de cancer du sein, et donc avec un examen clinique normal, mammographie, échographie négative, et des patients viennent avec déjà des métastases ganglionnaires axillaires. Một cái chỉ định khác của cái cộng hưởng từ vú đó là bây giờ bệnh nhân có một cái hạch mắt mà đó là hạch mắt di căn đó. Bây giờ trong cái đi lăng mình đi tìm được coi cái nguyên phát nó ở đâu thì mình khám lâm sàng thì là hoàn toàn bình thường đó. Nhưng mà bệnh nhân thì có hạch mắt có kết quả thì có bệnh là di căn thì mình vẫn phải làm cái cộng hưởng từ vú. Pourquoi c'est important? Car dans le traitement classique, c'est une mammectomie. Or, on sait que le cancer a déjà métastasé. Donc, faire un geste aussi invasif chez une patiente qui a déjà une métastase ganglionnaire, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas lui rendre service d'un point de vue qualité de vie. Et dans ce cas-là, c'est très important parce que pour voir comment est-ce que le traitement est comme ça. Cắt vú hay là nghĩa là phải đoạn nhũ hay là đây là một cái ung thư vú mà nó đã di căn xa rồi đó, thì cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân là rất quan trọng, cho nên phải làm cái đi lăng. Et donc l'IRM permet de trouver le cancer du sein dans 75 à 80% des cas, et du coup on peut proposer un traitement conservateur. Avec l'IRM, on peut trouver le cancer du sein, alors que l'examen clinique est normal, mammographie normale, tout normal. On va trouver, et donc ça va permettre de proposer un traitement conservateur, et donc la patiente garde son sein, alors qu'elle a déjà des métastases axillaires, son problème n'est pas le sein. Thì có những cái trường hợp khám lâm sàng là bình thường, nhũ ảnh bình thường, siêu âm bình thường, nhưng mà có cái hạch vú di căn. Xin lỗi, có cái hạch mắt di căn thì trường hợp này á, là mình làm cái cộng hưởng từ và mình phát hiện có cái ung thư vú mà với cái hình thái ở trên cái cộng hưởng từ đó mình có thể điều trị bảo tồn cái vú cho bệnh nhân chứ không phải cắt bỏ vú. Donc voici un exemple, une métastase ganglionnaire axillaire après IRM. On voit que la lésion fait 25 mm en rétro-aréolaire. Et effectivement, sur tous les examens, on a vu la IRM et on a refait l'échographie derrière. Et c'est vrai que c'était souple, on n'avait pas de lésion atténuante. Ví dụ như đây là một cái trường hợp, bệnh nhân có cái hạch nắp, rồi những cái kỹ thuật khác trước đó mình làm, mình không thấy gì hết, làm trên một cộng hưởng từ. Thì thấy có một cái ung thư vú 25 mm ở ngay sau cái núm vú. Thì trường hợp này làm lại cái siêu âm cũng không thấy đó, thì với cái tương tổn nhỏ thì mình cũng có thể điều trị tốt hơn.
Une autre indication, donc en Europe, c'est les évaluations sous chimiothérapie. Donc ça permet effectivement d'adapter la chimiothérapie et surtout si elle n'a pas l'air d'être efficace, de pouvoir changer de traitement. Một cái chỉ định khác của cái vú nữa của cộng hưởng từ vú là những cái trường hợp bệnh nhân mình có chẩn đoán là ung thư vú và được điều trị hóa trị, thì cái cộng hưởng từ này là để xem coi cái đáp ứng với cái hóa trị như thế nào, có phải thay đổi cái thuốc khác hay không, hay là bệnh nhân đáp ứng thì mình sẽ tiếp tục. Ce qui permet également de réduire la taille tumorale et donc sur l'IRM post chimiothérapie d'évaluer la taille finale de résiduelle de la tumeur et de proposer un traitement conservateur plutôt qu'un traitement radical. Hoặc là cũng có những cái trường hợp ban đầu thì cái thương tổn nó lớn nó nhiều, mình phải làm cái gọi là điều trị tân hỗ trợ trước đó, điều trị cái hóa trị, thì sau cái đợt hóa trị thì mình sẽ đánh giá lại để coi cái thương tổn á còn lại là bao nhiêu, có đủ nhỏ để mình làm điều trị bảo tồn cho cái vú hay không. Les prothèses mammaires sont une nouvelle indication des cancers de l'IRM mammaire. Bây giờ nói về những cái gọi là cái túi ngực, cái túi độn ngực cũng là một cái chỉ định để chụp cộng hưởng từ vú. Car effectivement, c'est la surveillance dans le dépistage d'un cancer du sein. Et également lorsque vous avez une complication de ces prothèses. Cái lý do mà làm cộng hưởng từ trong những trường hợp mà có cái túi ngực này, một là để phát hiện coi có cái ung thư vú hay không, hai là để tìm các cái biến chứng của cái túi ngực này. Et en particulier lorsque vous avez une suspicion de rupture. Đặc biệt là khi trên lâm sàng mình nghi là có bể cái túi này. Donc on sait qu'on a des prothèses de silicone, de moins en moins des silicones de sérum. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le silicone a donc une fréquence de résonance à 1.5 Tesla qui est proche de la graisse. Thì chúng ta biết rằng là các cái túi ngực này á, thì nó có nhiều loại. Trong đó thì nó có những cái túi là bằng silicone, còn những cái túi là bằng cái thứ sinh lý thì nó ít. Đó, thì chúng ta biết rằng là cái silicon á thì cái tần số cộng hưởng của nó ở 1.5 Tesla là nó gần bằng với nó cũng gần bằng với nước. Donc des nouvelles séquences qui vont apparaître, vous essayez de supprimer le signal du silicone et il faut que vous ayez une idée de la fréquence de ce silicone à 3 Tesla ou 1.5 Tesla en fonction de votre machine pour pouvoir proposer une annulation du spectre du silicone. Thì cái tần số mà của cái silicone trên cái máy 1.5 á là khoảng 100 hẹt, còn trên cái máy 600 trên cái máy 3 Tesla là 600 hẹt. Cho nên đó là khi mà mình làm những cái trường hợp mà có cái túi ngực này á để mà làm silicone á, thì các bạn lưu ý cái tần số này để mình chọn cái xung mà nó có thể xóa cái silicone đi. Donc ça c'est pour effacer le silicone. Si vous voulez visualiser le silicone, eh bien nous allons utiliser des séquences qui vont supprimer la graisse et l'orange. Thì mình chú ý cái tần số của cái silicone là để trong những trường hợp mà mình dùng cái xung muốn xóa cái silicone đi. Còn nếu như mà mình muốn xem cái silicone đó nó như thế nào á, thì mình sẽ dùng cái xung mà xóa bỏ mỡ, xóa bỏ nước. Donc ce sont des séquences que vous avez tous dans vos machines et ça va nous permettre effectivement d'avoir un diagnostic effectivement de rupture de prothèse et bien sûr on continue l'injection de gadolinium pour détecter les cancers du sein associés aux prothèses. Thì đó là nãy giờ mình nói là những cái xung để mình đánh giá cái silicone hoặc là đánh giá bể cái túi này. Đó, ngoài ra thì mình vẫn phải làm những cái xung mà có tiêm thuốc để mình phát hiện những cái ung thư vú. Car ce serait dommage de faire un diagnostic de rupture de prothèse et de passer à côté d'un cancer du sein qui était caché par la prothèse et qu'on découvrirait en opératoire. Tại vì á, rất là không có hay nếu mà bây giờ mình chẩn đoán là bệnh nhân có cái bể của cái túi ngực đó
rồi phải mổ để điều trị cái những cái biến chứng của silicon đó. Mà trong khi mổ mình lại phát hiện là có thêm một cái ung thư vú ở kế bên, thành ra là cái cộng hưởng từ vừa phải phát hiện hai cái biến chứng của bản cái túi ngực mà vừa phát hiện là người ta có để cái chiến lược mà mình phẫu thuật á nó đầy đủ hơn. Donc effectivement, c'est les complications que l'on a de fuite et de tumeur. On sait que effectivement l'échographie effectivement est une bonne indication, mais l'IRM effectivement reste supérieur pour les différents diagnostics. Dĩ nhiên là trên cái siêu âm nó cũng là một cái phương tiện rất là tốt để phát hiện cái bể của cái túi ngực này cũng như là phát hiện cái u, nhưng mà cộng hưởng từ thì nó tốt hơn. Donc pour les ruptures, vous savez que la prothèse est entourée d'une capsule fibreuse qu'on appelle également coque, qui apparaît à peu près dans 30% des cas de façon clinique. Les patientes ont une coque dure, douloureuse, mais cette capsule fibreuse existe dans tous les cas. Chúng ta cũng biết rằng là khi mà để cái túi độn ngực này á, thì ở xung quanh nó sẽ có cái mô sơ ở xung quanh cái túi, thì nó làm thành giống như một cái vỏ, một cái vỏ bao ở xung quanh cái túi ngực đó. Nhiều khi á, là cái vỏ cái túi này á, nó sơ rất là nhiều, nó làm thành cái khối cứng mà nó làm bệnh nhân đau, thì cái túi này á, là cái người nào cũng có. Et donc, lorsque vous avez une rupture de la prothèse peut rester, effectivement, le silicone peut rester à l'intérieur de cette capsule et il n'y a pas de silicone qui va ailleurs. Thì khi mà bể cái túi ngực á, thì có một cái tình huống á, là nó bể nhưng mà nó vẫn cái silicone nó vẫn còn nằm ở bên trong của. Une rupture à l'extérieur avec la capsule qui est rompue aussi, vous allez avoir une rupture extracapsulaire. Còn một cái tình huống thứ hai nữa là cái chỗ cái vỏ bao này nó có một cái chỗ nó rách, cho nên là cái silicon ở bên trong nó xì ra ngoài. Et donc l'organisme va réagir en faisant un granulome réactionnel ou silicono, ou alors des collections à distance, ou alors dans du silicone, dans les ganglions axillaires, mammaires internes ou voire même médiastinaux. Thì khi mà cái silicone này nó bể nó tràn ra ngoài á, thì nó có thể có cái mô hẹp phản ứng ở xung quanh, thì mình gọi là cái silicone, nhưng mà cũng có thể là cái chất này nó chảy nó lan ra ở phía xa, hoặc là cái silicone này nó ở trong một cái hạch, có thể là hạch nách, là hạch vú. Et donc on va voir quelques exemples ici, vous avez des ruptures. Ví dụ đây là những cái bể cái túi ngực. Et donc ici par exemple pour vous c'est une rupture comment, sous capsulaire ou extra capsulaire? Theo các bạn thì cái hình này là bể ở trong còn trong vỏ bọc hay là đã bể ra ngoài cái vỏ bọc rồi? Et donc vous avez besoin de regarder toutes les incidences. Muốn đánh giá là nó bể trong bao, trong cái vỏ bao hay là ngoài vỏ bao, thì các bạn phải nhìn ở nhiều cái hướng khác nhau, ở nhiều cái mặt cắt khác nhau. Donc dans ce cas-là, vous devez rajouter des séquences axiales, sagittales. Si vous avez un doute, vous rajoutez des séquences pour être sûr que vous n'avez pas de collection qui sont à distance. Thì bắt buộc là các bạn sẽ phải có cái hình sagittal, rồi các bạn sẽ phải bổ sung một cái hình axial. Nếu chỗ nào có nghi ngờ thì các bạn sẽ phải làm ở cái hướng khác để chắc chắn rằng là không có những cái silicone mà nó bể nó thoát ra nó tụ ở xa. Donc quand vous faites un protocole habituel, vous faites votre séquence T1 et STIR, T2. Thường thường trong cái protocol thì các bạn sẽ làm hình T1, rồi sau đó các bạn làm hình T2 STIR. Et donc est-ce que vous voyez un problème? Trong cái trường hợp này các bạn thấy có bất thường không? Có gì lạ không? À đúng rồi, thưa cô. Bên phải hay bên trái? À gauche. On se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un dédoublement de cette. Ở bên trái thì có, ở đây các bạn có đặt câu hỏi không? Sao nó có nhiều lớp vậy? Et donc
il faut que vous fassiez des séquences spécifiques de silicone. Thì với nếu mà các bạn nghi ngờ thì các bạn sẽ làm một cái hình gọi là xóa silicone. Donc là, vous voyez qu'on a effacé le silicone hein, et que tout autour de la lésion que vous voyez, c'est pas du silicone. Trên cái hình này thì cái tín hiệu của silicone mình đã xóa bỏ đi, cho nên những gì thấy còn lại ở xung quanh nó không phải là silicone. Et à l'inverse, lorsque vous faites la visualisation du silicone, vous voyez bien qu'il n'y a pas de silicone à l'intérieur qui est sorti. Est-ce qu'il y a une rupture? Bây giờ là cái xung ngược lại là cái xung mà để coi cái silicone không thôi. Đó, thì để mình coi là silicone nó có thoát ra không? Donc, est-ce que vous allez dire qu'il y a une rupture? Các bạn có thấy cái chỗ bể đâu không? Non, on voit pas de silicone. Par contre, il y a du liquide tout autour. Pourquoi il y a du liquide tout autour? Các bạn không có thấy chỗ nào bể cái silicone nó nằm ở bên trong không à? Không có ra ngoài. Vậy thì tại sao nó có cái gì đó ở xung quanh cái túi này vậy? Donc c'est de l'eau. Đó là nước. Et donc les chirurgiens disent qu'il y a toujours un tout petit peu de liquide autour de la prothèse. C'est normal. Thì phẫu thuật viên mới giải thích cho bác sĩ chẩn đoán chúng ta là luôn luôn là nó có một cái lớp nước ở xung quanh của cái túi này, cái đó là bình thường. Et donc de temps en temps il y en a plus d'un côté que de l'autre. Par contre, il faut que vous regardiez la clinique. Si la patiente dit que ça a gonflé, ça c'est pas normal. Thì cái nước mà ở quanh cái túi độn ngực này á, có thể một bên nó nhiều hơn bên kia một chút đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là các bạn phải khám ở trên lâm sàng, hỏi bệnh nhân thì coi có thấy là tự nhiên bây giờ nó phồng lên không, nó có chỗ nào nó lồi hơn hay nó lớn hơn. Car vous savez que maintenant on connaît bien ces gonflements de prothèse, ça peut être inflammatoire, ça peut être infectieux, et la troisième chose, ça peut être un lymphome sur prothèse. Khi mà thấy cái vú mà có cái túi ngực mà bây giờ nó phồng nó lớn lên đó, thì nó có mấy nguyên nhân thứ nhất là nó viêm, nguyên nhân thứ hai là nó nhiễm trùng, và nguyên nhân thứ ba là nó bị lem phô ở trên cái túi ngực, trên cái người đã đặt túi ngực. Donc c'est quelque chose de nouveau effectivement qu'on ne connaissait pas, et la présentation de ces lymphomes, ce sont des épanchements périprothétiques mais importants qui résiste au traitement anti-inflammatoire. Et lorsque vous faites une ponction de ce liquide, eh bien vous trouvez des petits lymphocytes à l'intérieur. On va le voir après. Et c'est un véritable lympho spécifique aux prothèses. Thì cái trường hợp là lympho ở trên cái người mà đã đặt cái túi ngực này là một cái khái niệm, một cái tình huống mới mà bây giờ người ta mới biết. Thì những cái dấu hiệu ban đầu á là nó sẽ tụ dịch ở quanh cái túi ngực này á, nó nhiều hơn bình thường và nó không có đáp ứng với cái điều trị mà kháng viêm. Và khi mà người ta chọc dò trong cái dịch này thì người ta thấy có những cái tế bào lymphocyte, tế bào lympho đó, thì đây là một cái gọi là cái giống như là một cái người ta biết, người ta hồi trước giờ mình không có nghĩ tới đó, còn bây giờ là biết có cái tình huống là những cái lympho ở trên cái người đặt túi ngực. Vous avez ici quelques exemples de ruptures de prothèse. Ces ruptures peuvent être très fines. Regardez ici, donc vous voyez qu'il y a une anomalie au niveau de la paroi postérieure. Donc sur les séquences classiques, un T1 estire, il se passe quelque chose. Vous savez maintenant qu'on doit faire la différence, donc on fait des séquences de visualisation. Donc effectivement, c'est une dame qui a un tout petit peu de liquide tout autour, mais ça c'est normal. Mais si vous regardez bien, il y a effectivement un peu de silicone qui est sorti, regardez, et un peu d'eau qui est rentré. Donc ça veut dire qu'il y a des micro-ruptures de la paroi prothétique, ça a la même signification qu'une rupture importante, donc il faut effectivement changer les prothèses. Đây là một cái ví dụ về nghĩa là bể cái túi ngực này, mà cái lỗ thủng đó, nó rất là nhỏ. Đây là hình T1, đây là hình T2 stia, để các bạn có cảm giác là có cái gì đó nó không có ổn ở phía sau.
Thì đầu tiên hết đó là mình làm cái xung mà chỉ thấy cái silicone ha. Và đây là cái xung mà mình xóa silicone đó. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng là cái silicone cái chỗ này nó có một cái chỗ bể rất là nhỏ, nó thoát ra ở đây. Và nếu mình coi ở bên này thì ở chỗ vị trí của thủng này thì mình thấy là có cái phần vì cái này nó xóa silicone ha, thì cho nên cái này là nước. Thì bây giờ mình thấy là có nước nó chui vào trong cái túi động lực. Còn nếu mà mình coi lại thì bên này nó có một cái chỗ mà silicone nó thoát ra. Như vậy cái túi này nó đã bị bể rồi, và cái lỗ bể của nó rất nhỏ, cho nên là phải thay cái túi động lực này. Et donc ici on a eu le scandale des PQP, c'était du silicone frelaté. Et vous voyez que quand le chirurgien va opérer, il opère ça. C'est-à-dire que c'est très difficile d'enlever tous les fragments de silicone qui sont enlevés. Donc de temps en temps, il ne peut pas tout enlever et il va laisser des fragments de silicone dans le sang. Thì đây là một cái tình huống khác nha, các bạn thấy cái hình đây, hình xóa silicone. Và đây là cái silicone mà sau khi người ta lấy ra, thì các bạn thấy với cái hình như thế này có nghĩa là phẫu thuật viên á nó bể mà nó có nhiều cái mẩu nhỏ và người ta không có thể lấy hết được cái những cái phần mà silicone nó bể nó rơi ra đó, và bắt buộc thì phẫu thuật viên phải để lại một những cái miếng mà người ta không có lấy được ở trong cái mô vú. Donc faites attention quand vous avez des lésions hyperéclusionnelles dans un sein, il faut bien demander au patient s'il a déjà eu des prothèses qui ont rompu auparavant et que le chirurgien n'a pas pu enlever. Et ce n'est pas forcément parce que vous avez du silicone en dehors d'une prothèse, c'est peut-être les restes d'une prothèse ancienne qui a été changée. Cho nên là khi mà bệnh nhân mình làm trên cái hình đó mà mình thấy có những cái chỗ mà tăng tín hiệu như thế này thì nhiều khi mình phải hỏi người bệnh lại, không có khi không phải là bây giờ nó bây giờ là có cái túi ngực mà nó bể, mà là có cái túi ngực cũ mà hồi đó nó bể mà người ta không có lấy ra hết, cho nên nó còn sót lại những cái miếng rời của silicone ở trong cái vú. Vous voyez ici des exemples de rupture de prothèse où vous voyez des ganglions axillaires, on voit bien, on vous dit que quand on sature, ici vous avez effectivement les ganglions qui axillaires à gauche qui se saturent. Et il s'agissait effectivement de ganglions gauche siliconés. Et c'est très important à savoir car ce sont des patients qui sont souvent adressés en hépatologie pour des adénopathies. Đây là một cái trường hợp khác nữa mà có đặt cái túi ngực và nó bể cái túi ngực. Thì trong cái trường hợp này mình thấy là có cái silicone ở trong cái hạt nách đó, thì những cái trường hợp này với cái cộng hưởng từ thì mình có thể xác định được đó. Chứ còn thật ra là nhiều khi trên thực tế mà không có làm cái hình cộng hưởng từ này thì bệnh nhân có cái hạt nách đôi khi lại đi được chuyển tới bên cái phần huyết học, tại vì nói là có cái hạt. Et donc, bien sûr, de temps en temps, on a des lésions comme ça qui sont en fin de compte des ruptures avec des hernies de prothèse. Donc, il faut faire attention de ne pas faire de ponction. Vous voyez que le silicone a un aspect hyper échogène, je pense que vous savez, hein, en échographie. Có những cái tình huống á, nó phải là nó bể não mà mình gọi là có một cái chỗ thoát vị của cái túi đó, thì cô nói rằng là những trường hợp này cẩn thận nha, đừng có dễ. Trên cái hình siêu âm á thì mình thấy là cái silicone thì nó sẽ cái khả năng nó dày đó, mà thấy cái này thì đừng có chọc giò. Cái này phải cái cục u, cái này không phải là một cái khối u, một cái chỗ thoát vị của cái túi. Alors par contre, bien sûr, les tumeurs arrivent sur prothèse. Ça peut se pratiquer sous forme de microcalcification comme ici, vous pouvez voir. Cũng có những cái tình huống đó là mình có những cái vi vôi ở cạnh cái túi ngực. Et donc, lorsque vous faites l'IRM, on voit très bien ces tumeurs. Il s'agissait ici d'une tumeur sur prothèse qui a été détectée à la palpation. Cái người bệnh này được làm cái hình cộng hưởng từ, và trên cái cộng hưởng từ thì thấy là có cái khối u. Như vậy thì đây là có một cái nghĩa là một cái u ở trên nền của một cái người có đặt túi ngực.
biopsie effectivement. Thì với cái thương tổn này khi mà sờ thì cũng rất khó và bệnh nhân được sinh thiết. Ici vous connaissez bien ici ce genre d'image. Donc c'est silicone libre qui a été injecté au niveau des seins. Vous connaissez ça bien avec ces anomalies hyper échogènes en échographie. Et donc l'IRM là a toute sa place pour faire du diagnostic et du dépistage de cancer, car en mammographie, en échographie, ben, vous n'y arrivez pas. Et qu'il se rappelle, donc on a présenté ça sous forme de poster. Il faudrait effectivement qu'on poursuive cette avec donc le service de Hongo, donc avec un poster qui était vraiment très intéressant, différentes présentations. Vous avez du silicone injecté, ça peut présenter des formes micronodulaires diffuses. Donc bien sûr, vous allez utiliser vos formes, vos séquences de silicone et de visualisation. Thì có những cái trường hợp đó là người ta tiêm cái silicone trực tiếp vào trong cái vú, thì cái hình của mình thấy là nó có những cái chỗ, những cái nốt tròn nhỏ mà nó lan tỏa như thế này. Đó, thì trên một cái nền mà nó tiêm cái silicone trực tiếp vô trong cái vú thì nó vẫn có thể có cái ung thư vú trên cái nền đó. Mà với cái hồi nãy mình thấy có cái hình nhũ ảnh á, những cái nốt tròn nhỏ tăng cái đậm độ trắng như vậy, thì mình cũng khó lòng không có thể nào mà phát hiện với cái siêu âm, với cái nhũ ảnh thì mình không có thể phát hiện được cái ung thư vú trên cái nền của tiêm silicone trực tiếp vào trong vú. Thì trước đây á, là cùng với ở đây chắc bác sĩ Nguyên biết và nãy các bạn thấy cái bài báo đó, là cô cũng làm cái công trình với bệnh viện ung bướu, với bệnh viện đại học Y Dược và báo cáo ở cái hội nghị của người thân đó hình ảnh của Pháp. Thì với những cái xung cơ trên cộng hưởng từ xóa silicone hoặc là để thấy silicone thì mình có thể phát hiện được cái chỗ nào là silicone và chỗ nào là u. Et donc ici, si vous ne faites pas attention, on dit oh, c'est un kyste. Ví dụ như trên cái hình này, nếu mình không để ý thì mình nói ở đây chắc là một cái nang. Et en fait, quand vous voyez, c'est effectivement du silicone, et c'est là où on voit que la fréquence du silicone est proche effectivement des séquences d'eau et de graisse. Và nếu như mà các bạn sẽ làm cái hình xóa silicone đó, thì mình thấy cái chỗ này nó là cái silicone. Điều này để nói với các bạn là cái tần số cộng hưởng của cái silicone nó gần giống với tần số cộng hưởng của cái mỡ. Donc c'est vrai que la question effectivement d'être sûr que vous n'avez pas de cancer associé. Và bắt buộc các bạn phải làm cái hình cộng hưởng từ có tiêm thuốc để chắc rằng là không có ung thư vú ở trên cái nền mà có tiêm silicone. Donc cette patiente avait effectivement des injections à plusieurs reprises avec la palpation plus volumineuse que vous avez ici en IRM et qu'on ne voit pas du tout effectivement en mammographie. Đây là một cái trường hợp mà khi trên lâm sàng thì mình khám thấy là có một cái nốt khá lớn ở trên cái vú trái, nhưng mà là cái hình là nhũ ảnh mình không thấy gì hết. Và tới trình mình cộng từ thì mình mới thấy cái tương tổn. Oui, avec la prise de contraste en IRM, il s'agissait effectivement d'une petite nécrose, il s'agissait effectivement d'un cancer du sein plus du silicone. Thì như vậy thì với cái cách cấp thuốc này thì mình thấy ở đây vừa có cái u mà trên cái nền là có pin silicone. Alors les indications continuent maintenant avec les reconstructions. Alors on va peut-être parler surtout du lipofilling qui est maintenant de plus en plus utilisé. C'est-à-dire que c'est de la graisse qui est prélevée après liposuction et que vous allez réinjecter au niveau du sein. Regardez, c'est le sein gauche qui a été effectivement augmenté avec liposuction. Donc vous avez des seringues de résultant de liposuction qui sont ensuite centrifugées et c'est réinjecté au niveau du sein. Donc regardez à gauche, c'est un sein qui a été reconstruit sans cicatrice avec l'injection.
Le problème, c'est que vous allez regarder la mammographie, c'est complètement désorganisé. Et on peut se demander, à l'échographie, vous avez plein de lésions nodulaires suspectes. Cái trường hợp này, ví dụ như ở bên đây, cái cú ở bên trái nó nhỏ, thì cái là cái tim, cái mỏ này thì người ta lấy cái máu, rồi người ta quay vi tâm, rồi sau này người ta lại tiêm ngược vô trở lại. Thì sau khi mà làm cái tim, cái mỏ đó, thì cái cú ở hai bên nó đối xứng. Và cái vấn đề là khi mình làm trên cái siêu âm á, thì mình thấy rằng là nó có nhiều cái hạt nhỏ nhỏ, còn trên cái hình nhũ ảnh thì nó xáo trộn hoàn toàn, mình không có đọc được gì hết. Et quand vous regardez en échographie, ça fait vraiment des nodules avec des pseudo-végétations, parfois vraiment des choses suspectes. Et quand vous regardez en mammographie, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est graisseux, effectivement, mais de temps en temps, c'est vraiment, on a un aspect vraiment très, très suspect. Thì trên cái hình siêu âm thì các bạn thấy đó là nhiều cái hạt nhỏ nhỏ mà mình thấy giống như là có những cái chồi, những cái sùi ở bên trong. Đó, còn trên cái hình cộng trên cái hình nhũ ảnh thì các bạn thấy hồi nãy nó xáo trộn, mình nhưng mình không có đọc được gì hết, và những cái nốt nhỏ nhỏ ở trên cái siêu âm này, nó nhiều cái nốt rất là nghi ngờ, không biết cái chắc nó có phải là ác tính hay không. Et donc on a maintenant des surveillances pour ces femmes qui ont eu des lipophilines. Et bien sûr, lorsque vous avez des prises de contraste ainsi, et bien c'est suspect effectivement de cancer développé à la suite de lipophilines. Rồi thì bây giờ với cái cộng hưởng từ và mình có cái tiêm thuốc cho tương phản á, thì có những cái trường hợp thì mình sẽ thấy là có bắt thuốc tương phản ở trong những cái vùng này. Thì người ta cũng đã có ghi nhận những cái trường hợp là ung thư ở trên cái nền mà sau khi tiêm cái mô mỡ để tái tạo cái thuốc. Donc je pense que c'est ce que vous verrez peut-être ici au Vietnam. Par contre, effectivement, en Occident, on a beaucoup de reconstructions maintenant par des lambeaux abdominaux. Donc je vous montre ça car effectivement, vous aurez peut-être l'occasion de voir dans la littérature. Mais ce sont des patientes qui sont traitées par des mammectomies et reconstructions par des lambeaux abdominaux. Cũng có những cái trường hợp đó là sau khi tôi nghĩ là ở bên Việt Nam mình á, nếu mà mình để ý thì chắc là mình cũng có thể phát hiện thấy. Vậy đây là những cái trường hợp mà sau khi mà mình đoạn nhũ xong á, mình tái tạo lại cái mô vú, tức khi là mình sẽ dùng những cái đặc cơ đó, thì mình vẫn phải theo dõi, có thể là có bị tái phát ở bên trong. Voilà, donc on arrive à la fin de ce cours. Effectivement, on a des situations où on a des problèmes diagnostiques entre la mammographie, l'échographie, l'examen clinique, un peu comme on a vu effectivement pour les cancers du sein ce matin, ce matin. Et donc, on a de temps en temps des situations où l'IRM nous aide pour résoudre des images un peu curieuses et douteuses sur la mammographie ou l'échographie. Donc là, c'était quelques exemples. Je vais passer rapidement puisque vous aurez après des examens, hein, les documents après avec les différentes choses. L'IRM AlphaTesla, on l'a vu, ben, c'est plus rapide et puis on va gagner en résolution. Je te laisse traduire. Chúng ta đã tới phần cuối bài thì hồi nãy để nói thêm về cái chỉ định của cái cộng hưởng từ 4, có nghĩa là trên lâm sàng, trên thực tế hàng ngày của mình. Có những cái trường hợp giữa lâm sàng, nhũ ảnh hoặc là siêu âm thì nó không có tương xứng với nhau, không giải thích được, nó không có mọi chuyện, nó không có khớp với nhau. Thì lúc đó mình sẽ có chỉ định là cộng hưởng từ. Rồi bây giờ nói một chút xíu về cái cộng hưởng từ Bartesla. Thì đối với cộng hưởng từ Bartesla, cái mình được lợi hơn là cái độ phân giải ấy, mình sẽ tốt hơn. Et puis maintenant, donc, effectivement, on a vu des lésions qu'on voyait en IRM, qu'on ne voyait pas sur les autres examens. On les retrouve sur l'échographie de second look, mais de temps en temps, ben, on ne retrouve rien. Et pour faire donc une preuve histologique de ces lésions vues en IRM, ben, de temps en temps, on pose l'indication d'une biopsie sous IRM. Donc, effectivement, ces antennes ont été bien développées, comme vous pouvez voir. Thì như nãy mình thấy đó là có những cái trường hợp mà trên cái hình nhũ ảnh hoặc là siêu âm mình không thấy, mà mình thấy ở trên cái hình thương tổn thấy được ở trên hình cộng hưởng từ.
thì lúc đó phải làm lại cái siêu âm lần thứ hai. Và nếu mà cho siêu âm cái dấu hiệu của nó rất là nghi ngờ thì mình sẽ phải sinh thiết. Nhưng mà ngay cả có những cái trường hợp làm lại siêu âm luôn rồi vẫn không có thấy gì bất thường hết thì trên hình cộng hưởng từ vẫn rất nghi ngờ, lúc đó mình sẽ sinh thiết dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ. Thì đây là cho các bạn xem cái dụng cụ hoặc là cái cách người ta làm sinh thiết dưới cộng hưởng từ. Vous devez avoir tout un matériel tempéromagnétique, donc des systèmes de repérage, toutes les aiguilles, les harpons, les clips, donc 1h, 1h30 de temps machine. Et effectivement, ça a également un problème de coût avec des sites dédiés. Thì các bạn thấy đó, muốn mà làm những cái sinh thiết với cộng hưởng từ đó thì chúng ta dụng cụ rất là chuyên dụng, những cái khung hoặc là những cái kim hoặc là những cái clip mà để đánh dấu tất cả những cái đó là nó phải tương hợp được với cái máy cộng hưởng từ, nó phải không có thể tự tính mới được. Cái hai nữa đó là làm thì cũng phải làm cái máy ở những cái trung tâm mà chuyên đó, và cái thời gian mà làm gần phải mất 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi mình tránh cái phòng để mình làm. Thành ra nói chung là sinh thiết chứ cộng hưởng từ là rất tốn kém. Donc je vous montre quelques exemples, hein, voilà, c'est des patients qui ont biopsie sous IRM. Souvent c'est des patients qui ont un contexte génétique et donc avec des lésions qu'on va trouver en IRM probablement avant de les voir en mammographie, en échographie. Thì đây là một cái ví dụ, một bệnh nhân sinh thiết dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ. Thì tôi có nói rằng là đa số những bệnh nhân này á, là những bệnh nhân mà có bất thường về gen, những bệnh nhân mà có nguy cơ cao, thì cái xương tổn chỉ phát hiện được bằng cộng hưởng từ thôi, mà trên siêu âm và trên nhũ ảnh nó hoàn toàn bình thường. Thành ra là bắt buộc phải sinh thiết dưới hướng dẫn của cộng hưởng từ. Voilà, donc on va terminer effectivement là-dessus. Donc c'est un peu ce qu'on avait déjà décrit, hein, déjà toutes les prises en charge différentes. Thì những cái cuối cùng, những cái tổng kết này thì chúng ta cũng đã biết rồi. Khi thấy cái thương tổn ở trên cộng hưởng từ thì mình sẽ làm cái gì? Donc l'IRM effectivement une grande sensibilité, vous voyez sa valeur importante, c'est la valeur prédictive négative. Cái vai trò quan trọng của cộng hưởng từ là cái độ nhạy của nó rất là lớn, và một cái giá trị quan trọng nữa là giá trị tiên đoán âm cũng rất lớn. Ça change effectivement la prise en charge. On a vu dans les syndromes, chez les femmes jeunes, quand c'est un cancer globulaire, bien sûr, il y a encore des limites, car effectivement, est-ce qu'on a un surtraitement de ces patientes? Cái cộng hưởng từ, cái giá trị mà coi như là trước mổ thì nó rất là quan trọng, nó có thể thay đổi cái thái độ, cái cách xử trí trong 20-30% các trường hợp, đặc biệt là những cái trường hợp mà cái vú nó đặt, những cái phụ nữ trẻ hoặc là những cái người mà có nguy cơ cao đó, nó giúp cho mình có thể biết được đó là cái viên cổng nó có một mổ hoặc là nhiều mổ và có thể bảo tồn cái vú hay không. Et puis donc les indications, on vient de le voir, si possible. Si c'est vous qui faites l'écho de second look, ce serait effectivement plus facile, et savoir effectivement poser l'indication d'une surveillance ou éventuellement une biopsie sous IRM si c'est réalisable ici. Thì có những cái trường hợp là mình phát hiện được thương tổn trên cộng hưởng từ, mình buộc phải làm lại cái siêu âm lần thứ hai. Thì nếu mà có cái cộng hưởng từ hướng dẫn thì trên cái siêu âm lần thứ hai thì mình làm thì nó dễ dàng hơn. Đó, nhưng mà cũng có những cái trường hợp sau cùng rồi thì cũng phải theo dõi bằng cộng hưởng từ.